Xin chào các bạn. Lào và Thái Lan là hai quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Người Thái luôn coi người Lào là anh em vì phần lớn dân số của họ có nhiều nét tương đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Do có chung nguồn gốc nên người dân của hai quốc gia này có thể hiểu được đến 80% từ vựng thông dụng của nhau. Thế nhưng xuyên suốt trong nhiều giai đoạn lịch sử, giữa Lào và Thái Lan đã từng xảy ra tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ tại một số khu vực nằm ở biên giới hai nước. Từ những cuộc va chạm lẻ tẻ, mâu thuẫn đã nhanh chóng leo thang lên thành một cuộc xung đột quân sự trong những năm cuối thế kỷ 20. Vậy nguyên nhân của xung đột này là gì? Bên nào đã giành chiến thắng? Cũng như việc phân định biên giới giữa Lào và Thái Lan hiện nay ra sao? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nha! Biên giới giữa Lào và Thái Lan trong lịch sử. Kể từ thế kỷ 15, các cuộc nổi dậy của người Thái đã khiến cho đế quốc Khmer dần mất đi toàn bộ lãnh thổ phía Bắc và phía Tây, bao gồm cả thung lũng sông Mê Nam đến tận bán đảo Mã Lai. Trong đó, lãnh thổ phía Bắc rơi vào tay Vương quốc Lan Sang, vương quốc thống nhất đầu tiên của người Thái Lào, do Phà Ngườm, vốn là một chỉ huy quân viễn chinh của đế quốc Khmer lập nên. Vương quốc này có lãnh thổ trải dài dọc theo sông Mekong với ba thành phố lớn là Luang Prabang, Viêng Chăn và Champasak đều nằm ở bên dòng sông. Trong phần lớn thời gian kéo dài hơn 3 thế kỷ sau đó, Vương quốc Lan Sang vẫn hùng mạnh và thịnh vượng khi lãnh thổ rộng lớn nhất nhì Đông Nam Á. Tuy nhiên, tới cuối thế kỷ 18, vương quốc này bị chia thành 3 tiểu quốc là Luang Prabang ở phía Bắc, Viêng Chăn ở trung tâm và Champasak ở phía Nam. Trong giai đoạn từ năm 1778 đến năm 1779, lợi dụng sự chia rẽ và đấu đá nội bộ, Diêm La đã đưa quân lần lượt đánh bại từng vương quốc và biến họ thành các chư hầu. Đến thế kỷ thứ 19, Chao Anh Vong lên ngôi quốc vương của vương quốc Viêng Chăn với quyết tâm khôi phục lại sự huy hoàng của tổ tiên khi xưa là vương quốc Lan Sang. Tuy nhiên sau đó kế hoạch thất bại và ông phải trốn sang Việt Nam vào năm 1828 để mộ binh về đánh quân Xiêm. Nhưng rồi bị tù trưởng Trấn Ninh là Chiêu Nội bắt nộp cho người Xiêm và chết trong tù không lâu sau đó. Từ đây vương quốc Viêng Chăn dường như bị xóa sổ và bị sáp nhập vào lãnh thổ của Xiêm. Đây được cho là một trong những khoảng thời gian đen tối của cư dân tại đây, khi họ buộc phải di rời tới cao nguyên Khô Rát màu mỡ để làm nô lệ trồng lúa. Cũng trong thời gian này, Đông Nam Á với vị trí địa lý cũng như tiềm năng kinh tế đã nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon trong mắt các nước châu Âu. Để đối phó với sự nhòm ngó này thì Xiêm khi đó đã tích cực mở cửa và phát triển giao thương. Nước này có thỏa thuận thương mại với Mỹ vào năm 1833 dưới thời Rama đệ Tam và với Anh vào năm 1855 dưới thời Rama đệ Tứ. Cho đến năm 1887, người Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm có Việt Nam, Campuchia và tham vọng của thực dân châu Âu vẫn chưa dừng lại ở đó khi họ còn muốn chiếm khu vực phía đông sông Mekong. Và sau chiến tranh Pháp-Xiêm năm 1893 thì vua Rama đệ Ngũ đã đồng ý nhượng lại các tiểu quốc này cho Pháp và đế quốc châu Âu nhanh chóng sáp nhập khu vực phía đông sông Mekong vào Liên bang Đông Dương. Về mặt hình thức, các vương quốc này vẫn là những vùng bảo hộ có quyền tự trị nhưng trên thực tế lại bị cai trị bởi các công sứ Pháp. Tới năm 1904, Pháp tiếp tục buộc Xiêm phải nhượng lại hai vùng đất ở phía tây sông Mekong. Những vùng đất này hiện nay là tỉnh Sayaburi và nửa phía tây của tỉnh Champasak. Sau khi Nhật Bản xâm lược Đông Dương thuộc Pháp vào năm 1940, chúng đã được trả lại cho Thái Lan. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị hủy bỏ sau khi Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ hai. Nhìn chung thì biên giới của Lào và Thái Lan hiện nay đều là do người Pháp phân định trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. Chiến tranh biên giới Lào và Thái Lan. Mối liên hệ lịch sử giữa Lào và Thái Lan tưởng như đã chấm dứt kể từ đó. Thế nhưng vào cuối thế kỷ 20 thì một cuộc xung đột quân sự đã nổ ra. Tuy đây là một cuộc đụng độ ngắn giữa quân đội Lào và quân đội Thái Lan diễn ra từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 2 năm 1988, nhưng nó vẫn được xem là một trong những rào cản trong mối quan hệ giữa hai nước ngày nay. Nguyên nhân xảy ra xung đột ban đầu được cho là liên quan đến những tấm bản đồ mà hai bên đưa ra. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Pháp thôn tính toàn Đông Dương, sau đó họ đã vẽ lại bản đồ Liên bang Đông Dương để đánh dấu biên giới với Xiêm La, tên gọi của Thái Lan lúc bấy giờ. Nếu chiếu theo tấm bản đồ này thì quyền sở hữu một số ngôi làng nằm ở biên giới của tỉnh Phitsanulok của Thái Lan và tỉnh Sayaburi của Lào là thuộc về Lào. Nhưng sau khi quân đội Việt Nam đánh bại Pháp ở chiến dịch Điện Biên Phủ dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva vào năm 1954 thì Mỹ đã nhanh chóng hất cảng Pháp để tiến hành can thiệp vào Đông Dương. Đến năm 1965, họ đã vẽ lại bản đồ các ngôi làng này lại thuộc quyền sở hữu của Thái Lan. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột giữa làn danh biên giới hai nước sau đó. Vào năm 1982, phía Thái Lan căn cứ vào tấm bản đồ của Mỹ đã cho xây dựng những khu định cư cho người Hờ Mông ly khai có tư tưởng chống Lào
và điều này càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Các cuộc đụng độ nhỏ đã xảy ra giữa các lực lượng quân đội của Thái Lan và Lào vào năm 1984 và kéo dài đến năm 1987. Lúc này, các khu vực tranh chấp cơ bản đều nằm dưới sự kiểm soát của Viêng Chăn. Chính vì vậy mà song song với việc giao tranh bằng súng, Bangkok còn liên tục giải truyền đơn tại các ngôi làng có tranh chấp nhằm để hạ bệ đối thủ ở phía bên kia. Đến tháng 2 năm 1987, lực lượng vũ trang Thái Lan bất ngờ tiến vào chiếm đóng ngôi làng tranh chấp Ban Rom Klao. Do hỏa lực mạnh hơn nên người Thái dễ dàng kiểm soát được ngôi làng này và cắm quốc kỳ Thái ở đây. Ngay lập tức, chính phủ Lào đã phản đối mạnh mẽ và nhấn mạnh ngôi làng là một phần của huyện Botene thuộc tỉnh Jayapuri. Tuy nhiên, phía Thái Lan vẫn cho rằng ngôi làng thuộc huyện Chatchakan của tỉnh Phitsanulok. Trên đà chiến thắng, quân đội Thái Lan chuyển sang bao vây đồi 1428, nơi đặt căn cứ của quân đội Lào. Do đã bị mất các cứ điểm xung quanh nên quân đội Lào dồn toàn lực bảo vệ đồi 1428. Địa hình khu đồi này khá dốc và mùa mưa đường di chuyển lên đây rất trơn. Ở xung quanh đồi, phía Lào đã bố trí trận địa phòng thủ với 3 lớp. Lớp đầu là hàng rào thép gai và hố trông, lớp thứ hai là mìn, còn lớp thứ ba là các chiến hào nhằm để ngăn chặn sự xâm nhập từ bộ binh và kỵ binh của Thái Lan. Pháo binh của Thái Lan bắn phá rất dữ dội nhưng không hiểu sao lại không chính xác. Trong khi đó, pháo binh Lào lại tỏ ra rất hiệu quả khi làm kỵ binh và bộ binh Thái Lan chịu thiệt hại nặng. Quân đội Thái Lan thậm chí còn điều không quân oanh tạc dữ dội, nhưng phía Lào với súng và đội tên lửa phòng không đã cho thấy mình không phải dạng vừa khi hạ được hai máy bay của Thái là F-5E và OV-10. Nhiều ngày sau, quân đội Thái Lan dần bị đẩy lui và phía Lào chiếm lại được làng Ban Rom Klao cũng như bảo vệ thành công đồi 1428. Có nhiều nguồn tin cho rằng Việt Nam đã trợ giúp cho Lào bằng cách gửi quân từ Sư đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam đến Jayapuri để hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Lào. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu, thì Sư đoàn 2 Quân đội Nhân dân Việt Nam có tên gọi khác là Sư đoàn 2 Quảng Đà hay Sư đoàn 2 Thép. Đây là một sư đoàn bộ binh cơ động nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Sư đoàn 2 được thành lập vào năm 1965 tại Quảng Nam và đã có kinh nghiệm chiến đấu tại Lào. Trong thời kỳ chiến tranh, sư đoàn này đã tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như đường 9 Nam Lào, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Đà Nẵng và chiến trường Campuchia. Là một đơn vị cơ động mạnh, đóng quân tại miền Trung Việt Nam rất gần với Lào, nên khả năng Việt Nam có đưa sư đoàn 2 sang giúp Lào hay không thì vẫn chỉ là lời đồn. Mặc dù quân đội Lào luôn bị đánh giá yếu hơn quân đội Thái Lan, nhưng trong trận chiến ở đồi 1428, họ lại đáp trả đất nước Chùa Vàng rất dữ dội, đồng thời cho thấy sự thiện chiến không ngờ. Do vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của quân đội Lào mà phía Thái Lan còn đề nghị tăng cường thêm nhiều pháo kích và máy bay ném bom để có thể đẩy Lào ra khỏi ngôi làng và khu vực tranh chấp. Các cuộc tấn công trên không tiếp tục nhắm vào quân Lào và đến giữa tháng 1 năm 1988, Thái Lan tuyên bố đã chiếm được 70% diện tích xung quanh đồi 1428. Một tháng sau đó, cả hai bên đã tiến hành đàm phán và kết thúc giao tranh thông qua một lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 19 tháng 2 năm 1988. Việc ngừng bắn được cho là có tác động từ phía Việt Nam, mặc dù nước ta chưa bao giờ lên tiếng xác nhận điều này. Người Thái luôn cho rằng những ngôi làng trên thuộc lãnh thổ của mình, nhưng có lẽ do chịu nhiều tổn thất trên chiến trường, nên Bộ Ngoại giao nước này viện dẫn việc phát hiện ra những điểm không chính xác trên bản đồ của Mỹ trước đó để rút lui một cách êm đẹp. Đại tướng Chavalit Yongchajut là chỉ huy quân đội Hoàng gia Thái Lan tại thời điểm đó, đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ giới trí thức và giới truyền thông ở xứ Chùa Vàng. Nhìn chung thì trong cuộc chiến biên giới ngắn ngủi này, Thái Lan luôn là bên tấn công và nổ súng trước, trong khi Lào chủ yếu tập trung phòng thủ. Ước tính có khoảng 1.000 binh sĩ thương vong ở hai bên. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan được cho là tổn thất nặng hơn và trở thành bên đuối lý khi tấn công trước, nhưng sau đó lại bị đẩy lùi. Còn Lào được coi là bên chiến thắng khi đã tái lập được hiện trạng biên giới trước khi cuộc chiến nổ ra. Trong năm 1988, giữa hai bên tiếp tục có một số cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát đối với những cù lao trên sông Mekong, tuy nhiên quy mô không đáng kể. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại Barbershop. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Việc phân định biên giới trên bộ giữa Lào và Thái Lan. Kể từ khi chấm dứt cuộc xung đột, trong nhiều năm sau đó, Lào và Thái Lan đã tiếp cận vấn đề biên giới theo chiều hướng ôn hòa hơn. Cả hai nước đã lựa chọn đàm phán thay vì đụng độ trên chiến trường như trước. Vào năm 1996, Ủy ban Biên giới chung Thái-Lào đã được thành lập nhằm để làm rõ ranh giới dài 1.810 km giữa hai nước. Cụ thể là 702 km đường biên giới trên đất liền và 1.108 km đường biên giới trên sông. Mặc dù vậy, các cuộc thảo luận đã kéo dài trong suốt gần hai thập kỷ qua, nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2013, Ủy ban Biên giới chung Thái-Lào đã tổ chức cuộc họp lần thứ 9 tại Bangkok nhằm giải quyết các vấn đề phân định biên giới hiện tại giữa hai nước.
đặc biệt là đường biên giới trên sông Mekong. Cuộc gặp do Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khi đó là Surapong Tovichak Chaikun và người đồng cấp Lào là ông Thongloun Sisoulith chủ trì. Tại thời điểm đó, cả hai nước đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc khoảng 676 km đường biên giới trên bộ, đạt khoảng 93% kế hoạch. Liên quan đến ranh giới đường thủy, hai bên đã phê duyệt việc xây dựng một bản đồ mới dọc theo biên giới chung trên sông Mekong để định vị và cắm mốc biên giới. Trong đó quy định bất kỳ hòn đảo mới xuất hiện trong lãnh thổ của quốc gia nào sẽ thuộc về quốc gia đó, đồng thời tăng cường phối hợp giáo dục người dân địa phương dọc tuyến biên giới, không tiến hành các hoạt động tranh chấp trên các đảo thuộc lãnh thổ phía bên kia. Kể từ đó cho đến nay, việc phân định biên giới vẫn đang trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, các cuộc họp của Ủy ban biên giới Thái-Lào thường xuyên bị gián đoạn. Bằng chứng là kể từ cuộc họp lần thứ 11 tại Bangkok vào năm 2018, thì cho đến nay vẫn chưa ghi nhận một cuộc họp chính thức mới để tiếp tục trao đổi về vấn đề biên giới của hai nước. Chính vì vậy mà việc phân định đường biên giới giữa Lào và Thái Lan chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa mới có thể đi đến kết quả cuối cùng. Ngày nay, do có vị trí tiếp giáp với nhau nên cả hai bên thường xuyên trao đổi, duy trì các kênh hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đóng vai trò chủ chốt phải kể đến việc xây dựng các cây cầu bắc qua sông Mekong giúp kết nối Lào và Thái Lan. Những cây cầu này không chỉ giúp tăng cường mạng lưới giao thông trong khu vực mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch tại các khu vực biên giới mỗi bên. Đến nay thì đã có 4 cây cầu bắc qua biên giới chung hai nước trên sông Mekong. Trong đó, cây cầu hữu nghị Lào-Thái đầu tiên được xây dựng vào năm 1994 đã kết nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với tỉnh Nông Khai của Thái Lan. Hiện nó được ví là cửa ngõ giao thương quan trọng của hai nước. Trong nhiều năm sau đó, liên tiếp có thêm 3 cây cầu hữu nghị khác được xây dựng, lần lượt nối Savannakhet với Mukdahan, nối Kham Muộn với Nakhon Phanom và nối Huỷ Say với Trường Không. Hiện công việc xây dựng cây cầu hữu nghị Lào-Thái thứ 5 nối tỉnh Bori Khamsay ở Lào và tỉnh Bương Can ở Thái Lan đang tiến triển đúng tiến độ và dự kiến nó có thể được thông xe vào cuối năm 2024. Vùng y sản từng thuộc Lào hiện nay ra sao? Trong lịch sử, khu vực Đông Bắc Thái Lan hay y sản từng là một phần của Vương quốc Viêng Chăn nằm ở trung tâm của Lào ngày nay. Tuy nhiên vì vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, Vương quốc Xiêm đã chiếm khu vực này khỏi tay người Lào và củng cố quyền cai trị của họ sau cuộc nổi dậy bất thành của Chao Anuvong. Người Xiêm đã di rời hàng chục nghìn người Lào từ phía đông sông Mekong, nơi họ coi là biên giới, và tái định cư họ ở cao nguyên Korat, tạo ra khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là y sản. Do có quan hệ chặt chẽ về mặt văn hóa, nên quá trình đồng hóa tộc người này vào đất nước Chùa Vàng diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với các nhóm dân tộc khác. Cho đến nay thì Lào và Thái Lan chưa từng tranh cãi về chủ quyền của khu vực này, vì trên thực tế nó đã thuộc quyền kiểm soát của đất nước Chùa Vàng trước khi người Pháp xâm chiếm toàn bộ Đông Dương. Hiện đây là một khu vực đặc biệt của Thái Lan với nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống độc đáo của riêng mình. Thực tế thì y sản là một vùng châu thổ rộng lớn nằm trên cao nguyên Korat trong lưu vực sông Mekong. Khu vực này bao gồm 20 tỉnh Đông Bắc Thái Lan, có diện tích khoảng 167.718 km2. Với hơn 22 triệu dân, thì vùng này chiếm khoảng 1/3 tổng dân số của đất nước Chùa Vàng. Và trong đó thì có tới 50% số hộ gia đình phụ thuộc vào nghề nông, tơ lụa và trải lưới. Hiện nay, người Thái Lào chiếm đa số trong các cư dân sống tại y sản. Bên cạnh đó, còn có một cộng đồng người Việt đang sống chủ yếu tại hai tỉnh Nakhon Phanom và Sakon Nakhon. Cũng vì trong quá khứ, cả Lào và Thái Lan từng gắn chặt nhau trong một số giai đoạn lịch sử, cho nên trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong ngôn ngữ và văn hóa, đều có sự tương đồng. Trong đó, tiếng y sản là tên gọi chung cho các phương ngữ của tiếng Lào được sử dụng tại Thái Lan. Hiện nay, nó được biết đến là ngôn ngữ chính của vùng Đông Bắc của quốc gia này. Do tiếng y sản được hơn 22 triệu người nói, chiếm đến gần 1/3 dân số của Thái Lan, cho nên có thể hiểu số người nói tiếng Lào, tức tiếng y sản tại Thái Lan, đông gấp 3 lần toàn bộ dân số của đất nước triệu voi, khi mà dân số Lào hiện nay cũng chỉ khoảng 7,58 triệu người. Không chỉ có dân số đông, đây còn là vựa lúa của Thái Lan, khi mà y sản chiếm tới 40% diện tích canh tác của đất nước Chùa Vàng, với cây trồng chính ở đây là lúa. Tuy nhiên thì năng suất canh tác so với bình quân cả nước đạt mức thấp, chủ yếu là do không chủ động được nguồn nước tưới tiêu, dù nó được bao quanh bởi con sông Mekong, nơi được coi như là một biên giới tự nhiên giữa Thái Lan và Lào. Vì năng suất thấp nên đa phần người dân ở đây còn rất nghèo và có trình độ học vấn thấp. Trong nhiều năm trở lại đây, vùng y sản đang trở thành một trong những địa bàn chiến lược được đất nước Chùa Vàng đẩy mạnh đầu tư và xây dựng nhiều công trình hạ tầng nổi bật. Lâu nay thì Thái Lan vẫn là quốc gia xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới, thế nên nguồn nước luôn luôn là nhu cầu bức thiết để phục vụ nông nghiệp. Y sản là vùng nông nghiệp nhưng khá khô hạn, vì vậy mà nguồn nước luôn là đề tài để các chính trị gia Thái Lan tranh phiếu trong các cuộc bầu cử.
người dân sống trên cao nguyên Y Sản luôn luôn được hứa hẹn sẽ có một cuộc sống sung túc hơn nếu có thêm nước trong mùa khô nhằm có được hai mùa gặt trong một năm. Hiện Thái Lan đang đẩy mạnh xây dựng các công trình chuyển nước từ dòng Mekong nhằm phục vụ cho việc mở rộng canh tác nông nghiệp tại khu vực đông bắc đất nước. Điển hình như siêu dự án kênh đào Khong Lơ Chi Mun trị giá lên đến 17 tỷ đô la. Mục đích của dự án là lấy nước từ sông Mekong về lưu vực sông Chi, sông Mun và sông Lơi ở vùng đông bắc Thái Lan thông qua một hệ thống bao gồm công trình đầu mối, kênh chính, đường ống và hệ thống kênh mương dẫn nước. Theo thiết kế thì đoạn sông từ cửa sông Lơi tới Mekong sẽ được đào sâu và mở rộng để dẫn nước vào một đập đầu mối có các cửa điều tiết trên sông Lơi, cách ngã ba sông Mekong khoảng 2,29 km. Tại đây thì kênh được mở rộng và đào sâu theo kích thước chiều dài 27,89 km, chiều rộng đáy 250 m, chiều rộng mặt kênh từ 350 đến 450 m và độ sâu của kênh là 5 m. Nước từ kênh đào sẽ được chuyển qua hai tuyến đường hầm, với mỗi đường hầm gồm 12 ống có đường kính là 10 m. Một tuyến dài 54,45 km sẽ đi về hồ chứa nước Huy Luổng rồi đi tiếp xuống lưu vực sông Chi và sông Mun. Trong khi tuyến còn lại dài 85,363 km sẽ đi xuống hồ Ubon Ratana rồi cũng đi tiếp xuống sông Chi và sông Mun. Do có chênh lệch về độ cao tại cửa hầm lấy nước và tuyến đường hầm, thế nên nước sẽ tự động chảy vào các hệ thống kênh. Tại những nơi cao ở hai phía bờ sông Lơi, công trình đầu mối sẽ có 5 trạm bơm nước sang hai phía để tưới cho các khu vực canh tác. Dự án Khong Lơ Chi Mun có 6 kênh đào với tổng chiều dài là 2.210 km, trải qua 17 tỉnh và 113 huyện của Thái Lan. Lưu lượng nước lấy từ sông Lơi nằm sát cửa sông Mekong sẽ dao động trong khoảng từ 138 đến 147 m khối một giây, tức là trong khoảng 2 tỷ m khối một năm. Từ tháng 4 năm 2016, thì Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đã bắt đầu bơm lấy nước từ sông Mekong, đồng thời cho chuyển nước từ sông Lơi tới cao nguyên Y Sản đi qua một con đập tên là Sisidrak. Tuy tiềm năng là vậy, thế nhưng công trình này đang vấp phải nhiều sự phản đối của người dân địa phương cũng như các tổ chức môi trường. Ngoài ra, thì trong thời gian gần đây, tuyến đường sắt cao tốc Bangkok-Nông Khai cũng đang trở thành một trong những dự án đáng chú ý, biểu thị cho sự hoan nghênh của chính phủ Thái Lan đối với nguồn vốn đến từ Trung Quốc. Tuyến đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài là 873 km và tổng vốn đầu tư ước tính ban đầu là 45 tỷ đô. Nhưng theo nhiều nguồn tin nhận định thì con số này thậm chí còn có thể tăng cao hơn nữa. Về lộ trình xây dựng thì nó được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ thi công tuyến từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima. Giai đoạn 2 sẽ thi công tiếp đoạn đường từ Nakhon Ratchasima đến Nông Khai. Còn giai đoạn 3 sẽ kết nối Nông Khai với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Khi hoàn thành thì tuyến đường sắt này sẽ giúp các đoàn tàu chạy từ Bangkok đến tỉnh biên giới Nông Khai, nơi dự kiến có một cây cầu nối tuyến đường này với đường sắt Trung Quốc-Lào, giúp du khách có thể di chuyển bằng tàu hỏa từ Bangkok qua Lào đến Côn Minh ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan cho biết, việc xây dựng giai đoạn đầu tiên của tuyến đường từ Bangkok đến tỉnh Nakhon Ratchasima đã hoàn thành hơn 15% và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027. Giai đoạn thứ hai của dự án sẽ kết nối tỉnh Nakhon Ratchasima với tỉnh Nông Khai, giáp ranh giới với Lào và kết nối với Trung Quốc, dự kiến sẵn sàng đi vào hoạt động vào năm 2028. Mặc dù tuyến cao tốc Bangkok-Nông Khai chưa hoàn thành, nhưng vào tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tuyến đường sắt khứ hồi đầu tiên kết nối ba nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan dài 1.830 km. Tàu chở hàng sẽ khởi hành từ thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đi qua Lào và đến điểm cuối là Thái Lan. Với hình thức vận chuyển này, thời gian rút ngắn được một ngày và chi phí giảm hơn 20%. Và có thể trong thời gian tới, tuyến đường sắt này có thể còn được kết nối với nhiều khu vực khác. Và đó là những thông tin về vấn đề biên giới giữa Lào và Thái Lan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.